Nhà cửa bên Ý thì bà con họ làm mỗi một nhà mỗi khác nhau nha. Ở cái kiến trúc á, của Ý coi như rất là hay. Coi nếu mà mình ở bên Úc á, khi mà mua nhà của Ý á, đẹp lắm. Người tụi Ý nó xây nhà nó giống nó có cái kiểu mà cạnh tranh với nhau á. Khi tụi Ý với tụi Ý á, cái tao nhà xây nhà đẹp hơn, cao hơn một chút xíu, rồi đẹp hơn chút xíu, rồi cái nó dòm ngó nhau đó bà con. Khi mà người Ý họ về già nó bắt đầu họ mà mình mua được cái nhà của họ đó đẹp lắm. Rồi bàn ghế hay cái gì của Ý nó rất là đẹp. Bà con thấy không? Nguyên một cái dãy phố đây nè, mà mỗi một căn nhà đều khác nhau hết, không có nào giống thằng nào. Rồi tự ý nó vấn đề mà bàn ghế hay xây cất họ rất là hay. Ở tụi Hy Lạp nó cũng nổi tiếng về xây cất, nhưng mà Hy Lạp nó không, mình thấy nó không bằng tụi Ý này. Tụi Ý này có nó xây cất coi như giỏi. Đừng đẹp. Ở đây hiện tại giờ mình đang ở trên đất Ý này. Ở đây đồ núi nó cũng nhiều. Ở đây đồ núi nó cũng nhiều. Coi nói chung là ở Âu Châu mình thấy coi như chỗ nào cũng đồi núi hết. Chỗ nào cũng đồi núi hết, không có bằng phẳng đâu bà con. Chính vì vậy mà cái đầu óc của tụi Tây Phương ở Âu Châu này nè, nó có tinh thần mạo hiểm nhiều, rồi tinh thần thể thao nữa, tại vì nó bao bọc bởi cái chung quanh là đồi núi. Bà con thấy cái dần anh dàn anten này trên trần trên nhà không? Cái anten nè, quá trời nè. Hiện tại bây giờ cái ở bên Úc của mình, cái mấy cái chung cư đó nó chỉ bắt một cái hai cái thôi, một cái hai cái anten thôi, mà cái này coi như quá trời anten nè. Coi như anten trên trần thì bắt nó chuyển xuống nhà này nhà kia này nè, mà trong cái đó bên Úc chỉ cần bắt một cái hai cái một cái thôi. Một cái bắt đầu đi nó bắt chung hết tất cả thì các nó chia đôi tất cả các phòng, chia đôi tất cả các phòng này cái nọ này ở chung cư đó thì người ta cái việc người ta cắm vô thôi. Còn cái này thì coi như không biết cái này người ta có mua hay không mình không biết nữa. Nếu mà người ta mua rồi đó thì người ta bắt cái anten riêng của người ta, anten cho cái tivi á, cái riêng. Còn cái này thì mình không hiểu cái này. Hiện tại mình đang ở cái hotel Pacific, cái hotel này 3 sao thôi. Cái phòng nó cũng hơi nhỏ chút xíu, nhưng mà được cái mạng lưới về internet đó, nó mạnh. Còn hôm rồi mình tới Tây Ban Nha. Còn Tây Ban Nha cái mạng lưới của nó yếu quá. Mạng lưới nó yếu quá, coi cái 3 sao nó yếu. Còn sau hôm qua mình tới cái ở Bồ Đào Nha, cái mạng lưới của nó rất là mạnh, cái mình tải phim lên đó, nó chạy ào ào là coi như là xong. Còn với cái Tây Ban Nha cái đoạn cuối á, nó chạy chậm quá, chừng chậm đây. Xe hơi bên Ý này nè, nó có nhiều cái lớn nhỏ gì có hết, không có chứ không có phải là nhỏ nhỏ không mà con ha. Giống như hai cái đằng trước nè, ba cái này nhỏ thôi. Nhưng mà cái thùng rác đây á, nó xài chung với nhau hết, mấy chung cư nó xài chung với nhau hết nè. Ok, bây giờ bắt đầu mấy người Việt đang chờ rủ nhau bắt đầu đi dạo phố. Mình mới tới ngày hôm nay, bây giờ bà con muốn đi dạo phố ở đây coi như thế nào.